Lưu Ly, cô cứ yên tâm ở đây, thiếu gì thì cứ nói với ta, ta sẽ mang đến cho cô. A Nghi, có thể cho ta mượn ít tiền không? Ta đang không có đồng nào trong người, ra ngoài có hơi bất tiện. Cô xem ta hồ đồ chưa? Chuyện này ta đã nghĩ đến từ lâu rồi. Lưu Ly, cô cầm số tiền này chứ? Không cần nhiều vậy đâu, có tí tiền thôi mà, chỉ sợ chẳng tiêu được mấy ngày. Ta có tiền, ngày mai ta sẽ trả lại cho cô. Cô có tiền, vậy tiền đâu, ở đâu rồi? Không lừa cô mà, ta có tiền thật đấy, còn nhiều là đằng khác. Chỉ là bị người của tứ môn học lấy đi mất rồi, bây giờ ta đi lấy về ngay đây. Tứ môn học. Không ổn rồi, người này có quen biết với Thế tử Hà Đông Công. Hôm đó ta đã chọc tức Thế tử kia, nhỡ bằng hữu hắn nhận ra ta, cố ý gây khó dễ, không trả lại tiền thì phải làm sao đây? Trương bá, cô ta đâu? Tiểu nương tử vừa rồi còn ở đây mà, sao trước mắt lại không thấy đâu rồi? Thôi vậy, ông về trước đi. Đợi đã. Túi đồ đó là của ta. Cô làm cách nào chứng minh được túi đồ này là của cô? Lăng quân không biết đấy thôi. Biểu huynh của tiểu nữ làm việc trong cung, không may mắc bệnh nặng. Người nhà nhờ người mang di vật của biểu huynh ra ngoài cung. Không ngờ ngựa kéo xe quan tài gặp phải kinh sợ ở chợ. Người và ngựa bị ngã nhào thành một đống hỗn độn. Sau có người tốt bụng trả lại di vật của biểu huynh, nhưng di vật lại biến mất, không thấy tung tích. Tiểu nữ đến chợ tìm kiếm, mới phát hiện ra chữ viết tay của lang quân. Đáng nhẽ tiểu nữ nên đến đây sớm hơn xin lại di vật của biểu huynh, nhưng chẳng may lại đúng lúc tứ môn học đóng cửa thi cử, thế nên mới nhỡ nhàng đến tận hôm nay. Vậy người đó là biểu huynh của cô? Túi đồ này chính là di vật đó. Phải phải, chính là cái này. Nhưng cô chưa từng thấy túi đồ này, sao có thể chắc chắn chính là cái trên tay ta đây? Trong túi đồ này có ba túi nhỏ. Màu của ba túi đó lần lượt là xanh lá, đỏ, xanh dương. Công tử không tin thì kiểm tra là biết. Không sai, túi đồ này là của cô. Vật về với chủ. Đa tạ. Lăng quân nhặt được phù sơ trả lại người đánh mất, phẩm cách cao quý làm gương cho mọi người. Tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể chúc công tử dồi dào sức khỏe, hồng phúc tề thiên, ngày càng thăng tiến, có học trò khắp thiên hạ. Đi thong thả. Hay, hay, đẹp lắm. Thêm cái nữa. Đến bắt ta đi nào. Huynh đừng chạy, trả kẹo hồ lô cho ta. Được lắm, quả nhiên là cùng một cuộc với tên Thế tử Hà Đông Công kia.
Đứng lại, Bùi Hành Kiệm. Tiểu nương tử, cô không thể vào được. Tiểu nương tử, không thể vào được. Bùi Hành Kiệm, tiểu nương tử, Bùi Hành Kiệm. Hỗn xược, nơi này là tứ môn học, không phải chợ rau, kẻ nào dám xông vào. Ta tìm Bùi Hành Kiệm. Ông bảo hắn ra đây. Đã nói cho người đi mời rồi. Tiểu nương tử này sao lại nóng vội thế? Hắn lừa lấy tiền của ta, sao dám ra mặt gặp ta nữa? Nhất định là trốn đi mất rồi. Cái gì? Cô nói Bùi Hành Kiệm lừa lấy tiền của cô. Phải. Bùi Hành Kiệm, cuối cùng hôm nay ta cũng bắt được ngươi. Là thế nào? Ta là thượng cấp của Bùi Hành Kiệm. Ta tên Tiết Húc. Ta sẽ dẫn cô đi tìm hắn, làm chủ đòi lại công lý cho cô. Đa tạ Tiết công. Bùi học tử đến rồi. Sao cô lại đến đây? Tiền của biểu huynh ta ở đâu? Trả cho ta. Tiền ư? Chẳng phải ta trả cô rồi đấy sao? Ngươi định nói với ta di vật của biểu huynh ta chính là mấy đồ vớ vẩn này à? Đây là mấy thứ trong túi đồ sao? Đúng vậy. Trong túi đồ đều là đá và cành cây. Không đúng, không đúng. Suýt nữa thì bị ngươi gài rồi. Trong túi đồ vốn đựng tiền, kết quả sau khi ngươi cầm thì toàn bộ đều bị đổi thành mấy thứ này. Bùi Hành Kiệm, ngươi đứng lại. Ngươi có thái độ gì đấy hả? Trò lừa vụng về như vậy mà huynh cũng tin à? Nữ tử này rõ ràng là kẻ lừa đảo. Có thể đồ trong đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cô ta, muốn quay lại cắn ngược thêm một miếng. Tóm lại, ta đã trả cô đồ trong túi rồi. Còn dám quấy rầy ta, ta sẽ báo quan đấy. Ta chưa từng gặp loại người vô lại như ngươi. Bùi Hành Kiệm, ngươi đứng lại đấy. Trả đồ cho ta. Bùi Hành Kiệm của tứ môn học cưỡng đoạt tiền tài của dân nữ làm ô nhục quốc tử giám. Tiểu nữ thế cô sức yếu, bơ vơ không nơi nương tựa. Mong các vị có mặt ở đây làm chủ cho tiểu nữ, giúp tiểu nữ đòi lại công lý. Tiểu nương tử, cô không cần nóng vội. Đối với hành động sỉ nhục kẻ sĩ như vậy, tứ môn học tuyệt đối không làm ngơ. Ta dẫn cô đi tìm thầy đòi lại công lý cho cô. Đa tạ Tiết công bảo vệ chính nghĩa. Bùi Hành Kiệm, ngươi làm gì vậy? Nếu trong lòng ngươi không có gì thì tại sao ngươi không cho khổ chủ nói chuyện? Ta mới là khổ chủ đó đây. Làm việc thiện còn bị người ta vu khống. Cô gái này ở đây điên đảo thị phi, nói năng lung tung, nói nhiều vô ích, cứ việc vứt ra ngoài đỡ mất công. Nặng thật. Còn muốn động tay động chân sao? Dù sao cô cũng là một nữ nhi. Nếu như vứt cô ở đây gặp phải biến thái, khó tránh chịu thiệt. Thôi vậy, hôm nay xem như cho cô một đạo lý. Nói cho cô biết, quân tử tham tài đều có lý cả, hiểu chưa? Nói đi, nhà cô ở đâu? Tên xấu xa này, ta sẽ chặt ngươi ra từng khúc. Làm người tốt khó thật. Vốn muốn thả cô đi, nhưng cô lại không chịu phối hợp với ta. Tên xấu xa này, trộm tiền tài của mình, còn dám trêu đùa mình như thế. Giữa chốn đông người, tên xấu xa này không phải có ý đồ xấu gì chứ? Cứu với. Sao cô nương này trông quen mặt thế nhỉ? Cô nhắm mắt lại làm gì? Mắt cô biết nói chuyện như thế. Vậy thì cô dùng mắt chỉ đường cho ta đi. Một là dùng mắt chỉ đường cho ta, nói cho ta biết nhà cô ở đâu, hoặc là ta vứt cô ở đây. Cô tự chọn đi.
Đi thôi. Nếu cô còn dám đến Tứ Môn Học làm loạn, ta gặp cô lần nào sẽ vứt cô lần đó. Người mau giải huyệt cho ta. Ba canh giờ nữa huyệt vị sẽ tự động giải. Cô cứ ở đây suy nghĩ lại lỗi lầm đi. Ngươi là cái đồ xấu xa đồ lừa đảo. Quả nhiên là vật hợp theo loài. Bám theo đuôi nịnh hót mấy công tử Hà Đông thì có gì hay ho chứ. Ta thể mấy thứ đó hôm nay ngươi nuốt thế nào thì tương lai ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra như thế. Sao mình lại vội vàng nói thật ra như thế chứ? Lần này tiêu rồi, muốn lấy lại đồ mẹ để lại cho mình e là càng khó hơn rồi. Ngươi muốn làm gì? Là cô sao? Cô chính là cô gái người hồ mô phỏng bích họa ở Đại Tử Ân Tự. Đúng, chính là ta. Muốn làm gì ta? Ta không thể làm gì cô. Nhưng Thế Tử Hà Đông Công thì có thể. Người uy hiếp ta sao? Thế Tử Hà Đông Công không rộng lượng như ta. Hắn đã cho người dò hỏi thân phận của cô. E là không lâu nữa sẽ mang đến điều không may cho cô. Ta chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Tự mình lo liệu đi. Muốn lấy Thế Tử Hà Đông Công ra hủ dọa ta, cũng xem thường ta quá rồi. Ngươi đừng đi. Ngươi phải giải huyệt cho tay ta trước. Đồ xấu xa, ngươi đừng đi. Tay ta mỏi quá. Xấu xa. Tiểu Quế Tử, huynh tìm gì vậy? Tìm đồ của Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử giấu cái gì à? Tiểu Thuận Tử bị nhốt lâu như thế, Tôn Nội Thị chạy đến nhỏ cả chân mà không cứu được người ra, mà cũng chẳng gặp được Tiểu Thuận Tử. Nhưng mà vẫn may, túi vải lúc trước của Tiểu Thuận Tử bán kiếm được ít tiền. Nhưng mà ai biết tiền này giấu ở đâu chứ? Để ta giúp cho. Huynh làm gì vậy? Tiểu Quế Tử, Tiểu Quế Tử. Ta nghe ngóng được rồi. Tiểu Quế Tử, từ từ thôi. Từ từ, chậm thôi, chậm thôi. Cuối cùng cũng nghe ngóng được rồi. Thì ra có người lén chạy đến chỗ Phan Phó Tổng Quản tố cáo, nói là Tiểu Thuận Tử buôn lậu đồ bên ngoài cung thu được số tiền lớn. Phan Nội Thị nổi tiếng ham tài, biết được tin này có thể không nổi lòng tham sao? Lần này nếu không moi được chút gì từ Tiểu Thuận Tử thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thả người đâu. Người này ác độc như thế, nếu để ta biết thì ta sẽ đánh chết hắn. Bây giờ nói mấy chuyện này có ích gì? Mau gom tiền cứu Tiểu Thuận Tử ra mới là chuyện quan trọng. Đã tìm được tiền của Tiểu Thuận Tử chưa? Đúng rồi. Trong ngoài nơi này ta đã tìm cả rồi, nhưng không tìm thấy. Hay là chúng ta thử đi tìm Tôn Nội Thị xem có cách nào không? Lần này Tôn Nội Thị trong đầu toàn là chuyện rắc rối của thuộc hạ. Thượng phục cục cử người đến đòi thu nhận đậu y quan. Tôn Nội Thị không sao người được, đang cãi nhau kia kìa. Đã mấy ngày rồi không thấy đậu y quan. Cậu ấy không đến thượng phục cục à? Còn không phải sao, Tôn Nội Thị cũng nói như vậy. Nhưng người của thượng phục cục lại không tin. Loạn hết cả lên. Đi, chúng ta đi xem thử. Điện hạ, ngài định ở lại điện phụ thật à? Đông cung xa quá,
bệnh tình của bệ hạ vẫn chưa ổn định. Ta ở lại đây có thể hầu hạ bệ hạ bất cứ lúc nào, trong lòng cũng yên tâm hơn. Điện hạ, ngài thật sự định dâng cho bệ hạ các cải cách khoa cử của Bùi Hành Kiệm à? Đương nhiên rồi. Điện hạ, long thể bệ hạ bất an, khó tránh tính tình nóng này. Lúc này mà ngài dâng lên tấu thư cải cách khoa cử, thánh ý khó mà đoán được, vẫn mong điện hạ suy nghĩ lại. Bùi Hành Kiệm chỉ là một học tử, nhưng lại biết nhìn xa trông rộng và có sự gan dạ như thế. Ta thân là thái tử, trong tay rõ ràng nắm được cách để sửa chữa thiếu sót cho đại đường, sao chỉ vì như thế mà so đo được mất của cá nhân mà giả vờ câm điếc như không biết gì chứ? Đương nhiên ta nên dâng lên bệ hạ. Vâng, nhưng mà ngài, người đang lo lắng vì lời nói của Tào Vương sao? Đúng vậy, hắn càng muốn càng trở, thì ta càng nên nắm chắc để tránh đêm dài lắm mộng. Lưu Ly, cô trông thật xinh đẹp. Là Anie cô khéo tay, đã lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người trang điểm vấn tóc cho ta đấy. Cô cười gì chứ? Ta đang nghĩ, cái tên tứ môn học lừa đảo đó vốn dĩ là một tên đầu gỗ. Cô xinh đẹp thế này, mà hôm qua hắn còn đối xử với cô như vậy. Nhắc đến tên Bùi Hành Kiệm đó là ta bực mình. Rõ ràng hắn là tên thấy tiền làm nổi lòng tham, tên tiểu nhân thay xà đuổi cột còn không chịu nhận. Đáng ghét nhất là còn cắn lại ta, nói ta vong ân phụ nghĩa, lấy mất đồ trong túi rồi còn nói đổ oan cho hắn. Cái thủ đoạn bỉ ổi khó mà tưởng tượng như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra. Đúng là tên lừa đảo tội ác chồng chất. Cô đi đâu vậy? Mấy thứ đồ đó là tất cả gia sản của ta, là nghĩa phụ và tiểu thuận tử vất vả dành dụm cho ta, không thể nào để mất trắng trong tay kẻ xấu được. Quan trọng nhất là đồ của mẹ ta vẫn còn ở trong đó. Kim thêu của mẹ đã bị ta làm mất rồi, ta càng không thể để mấy thứ đó mất luôn nữa. Nói gì thì nói cũng phải đòi lại. Cô là dân, hắn là quan. Cô không quyền không thế, hắn lại thông minh giảo hoạt, còn có võ nghệ cao cường, cô có thể làm gì hắn? Hơn nữa, nếu như hắn thật sự muốn trả lại cho cô, còn thay xà đuổi cột sao? Chẳng lẽ cứ để như vậy? Đòi công lý, trước tiên phải nghĩ ra được cách vẹn toàn đã, sao phải vội vàng? Nữ phụ cô đã dặn dò sau này cô ở lại Như Ý Giáp Hiệp làm họa sư, tiền công và tiền thưởng cửa tiệm sẽ không thiếu của cô đồng nào. Cho nên chuyện tiền nong cô đừng sốt ruột vội, đợi chúng ta nghĩ ra một cách vẹn toàn, rồi chúng ta lại đi tìm hắn lấy lại đồ của mẹ cô, được chứ? Chiếc váy đẹp quá, là cô làm sao? Lưu Ly, tử phụ cô là người rất tốt bụng, đối xử với ta như người trong nhà, không chỉ đồng ý đưa căn nhà cũ của An gia cho ta ở, còn để ta làm nữ trưởng quầy của Như Ý Giáp Hiệt. An Nghê không có gì báo đáp, cho nên muốn dùng chiếc váy này nắm chắc phần thắng ở đại hội thương nhân để lấy lại danh tiếng của Như Ý Giáp Hiệt chúng ta. Đại hội thương nhân gì vậy? Đại hội thương nhân mỗi năm sẽ tổ chức một lần ở chợ Tây. Đến lúc đó rất nhiều người trong ngành đến tham gia. Mà người chiến thắng có thể lấy được đơn hàng trong một năm của thương nhân người Hồ, cũng được chúng ta tôn sùng là người đứng đầu nghề này. Chiến thắng trong đại hội chiêu thương, tại sao lại nói là để chứng minh cho Như Ý Giáp Hiệp? Chuyện này nói ra thì dài lắm.
Đợi lát nữa gặp được cô mẫu con, lời nói cử chỉ phải đàng hoàng, phải nghĩ cách làm hài lòng cô mẫu con mới được. Hiểu chưa hả? Mẹ, cô mẫu có gả được vào nhà tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ làm thiếp. Mà Bùi Viêm đó là con trưởng do chính thất sinh ra, hắn nạp thiếp, cô mẫu có thể làm chủ được sao? Cha hắn có khi nào để ý tới ý kiến của cô mẫu không? Mẫu thân của Bùi Viêm đó mất sớm, cô mẫu con mặc dù là thiếp, nhưng dù gì cũng là trưởng bối. Mà nay hắn muốn nạp thiếp, trưởng bối giới thiệu cháu gái của mình để xem mặt. Chút thể diện này cũng phải cho chứ, cũng không thể từ chối luôn được. Đợi con vào phủ đô úy gặp được Bùi Viêm, chuyện sau đó phải dựa vào bản thân con rồi, hiểu chưa? Tào Nương Tử, Cố Địch Ngũ Nương tới rồi. A Lang bảo mọi người nhanh lên, mau mau, đừng nhìn nữa, đi nào.